Hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuong Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Bây giờ là 7 giờ 15 phút tối giờ Cali các bạn ở Việt Nam đó Các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và cái thông tin lớn nhất chúng ta chờ đợi đã có rồi các bạn Nhưng mà nào mà theo dõi mạng sau của Thuận Capital cũng đã biết thông tin này Đó chính là Fed đã quyết định là giữ nguyên lãi suất các bạn Và điều này đó cũng không có gì bất ngờ Tại vì các bạn đang thấy là trước khi mà có công bố đó Thì chúng ta đã nhìn cái tài liệu liên quan đến chỉ số CME 99% đã nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất Và các bạn thấy được là kết quả cũng như vậy Nhưng mà kèm theo đó đó chúng ta đã thấy được là Fed đã đưa ra cái dot plot mà tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn một lát nữa với các bạn thì trong cái dot plot này đó là một cái biểu đồ để chúng ta có thể có được một cách nhìn là những người mà tham gia vào cuộc họp đó họ nghĩ sao về những cuộc họp kế tiếp thì bây giờ cho thấy được là 12 người tham gia cuộc họp ủng hộ việc tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay trong khi 7 người khác đó thì phản đối các bạn có nghĩa là phần lớn bây giờ vẫn ủng hộ là tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay mà chúng ta bây giờ chỉ còn có hai hai cuộc họp cuối cùng của năm thôi là tháng 11 và tháng 12 nhưng mà về dài hạn đó thì các thành viên FOMC như là những thành viên mà bỏ phiếu cho cuộc họp dự đoán lãi suất sẽ về mức là khoảng 2,9% vào năm 2026 có nghĩa là bắt đầu từ năm sau đó chúng ta sẽ thấy là Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất nhưng mà chi tiết như thế nào các bạn cho dù chúng ta thấy được là những gì đã xảy ra ngày hôm nay đã cũng không có khác nhiều so với dự đoán của nhiều người Nhưng một điều lạ đó là các bạn đã thấy là chứng khoán Hoa Kỳ đã phản ứng rất là tiêu cực Các bạn nhìn thấy ba chỉ số lớn của Hoa Kỳ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đấy Thì cái ba chỉ số đều xuống cũng khá là nhiều rồi các bạn Trong khi chúng ta nhìn thấy là Nasdaq xuống tới 1.5% S&P 500 nó xuống gần 1%, Dow Jones xuống thấp nhất là xuống 0.22 và pre-market thì bây giờ nghĩa là hợp đồng tương lai của chứng khoán đó, thì các bạn thấy là vẫn đang đỏ hiện tại hợp đồng dầu đó thì sao các bạn dầu hôm nay đã giảm nhẹ một chút bây giờ đã chính thức dưới 90 đô cho một thùng dầu ở mức là 89 đô và 3 cent cho một thùng dầu các bạn hợp đồng vàng thì sao hợp đồng vàng đó thì hôm nay lại giảm các bạn giảm một phần trăm ở mức là 1947 đô mặc dù các bạn thấy được là thông tin lãi suất đợt này đó thì không ảnh hưởng lớn đối với giá của bitcoin chúng ta nhìn thấy được là giá của btc bây giờ cũng cỡ 27.000 đô các bạn và chúng ta nhìn vào tổng quát thị trường crypto đó thì vốn hóa ngày hôm nay xuống một chút sau ngày hôm qua xuống 0,8% nhưng mà vẫn là hơn 1,1 nghìn tỷ các bạn Nhìn tổng quát những altcoin thì các bạn thấy được là có xanh có đỏ Nhưng mà cũng không phải là một ngày mà chúng ta thấy là phản ứng tiêu cực với thông tin đến từ Fed Và thật ra nó như là thường vừa chia sẻ cái thông tin được chia sẻ bởi Fed ngày hôm nay Cũng như là cuộc họp báo thường sẽ đi vào chi tiết một đát nữa với các bạn à, Đó cũng tương tự như là nhiều người nghĩ nhưng mà không biết tại sao thị trường lại phản ứng khá là tiêu cực Chúng ta nhìn thấy được có một altcoin là IMX đã tăng 34.2% Không biết là có thông tin gì nhưng mà nào biết thì comment bên dưới thuận dừa nhìn sơ qua thì không thấy thông tin gì Đặc biệt liên quan tới Immutable các bạn nhưng mà hôm nay đã có sự tăng trưởng 34% Và với cái thông tin được chia sẻ ngày hôm nay bởi chủ tịch chọn Paul của Fed ấy, chúng ta đã nhìn thấy được là bây giờ 71.6% đang nghiêng về là trong tháng 11 này đã khi mà họ họp thì sẽ nghiêng về là họ sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi mà cái phần 28.4% đó nghiêng về là Fed sẽ tăng thêm lãi suất 0.25% các bạn. Đó là chỉ số CME sau khi có cuộc họp ngày hôm nay. Có nghĩa là cái phần nghĩ là Fed sẽ không tăng vẫn nhiều hơn. Nhưng mà các bạn thấy cái phần còn lại đây cũng gần 30% nghĩ là khả năng Fed tăng thì vẫn còn. Thì Thuận sẽ đi vào chi tiết với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới những cái chi tiết về Fed tới nói gì ngày hôm nay đã khiến cho chứng khoán lo lắng thì có một số bạn đã hỏi là chúng ta có cần tiếp tục quan tâm đến dữ liệu liên quan tới lãi suất của Fed hay không tại vì trong hai đợt qua đó các bạn thấy được là Fed cũng có giọng điệu cũng khá là dịu hâu nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy là Bitcoin đã không phản ứng tiêu cực với những thông tin đó nữa không giống như là cách đây vài tháng hay là năm ngoái thì Thùng có thể nói với các bạn là chúng ta cần phải quan tâm đến rất là nhiều nếu như các bạn đầu tư vào thị trường này, tại vì tới cuối cùng dòng tiền cũng chỉ có là một mà thôi các bạn và dòng tiền cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể thấy là bây giờ đó, bitcoin và crypto có thể là không theo sát thị chứng khoán như năm ngoái nữa, tại vì những ai muốn rời khỏi đó, rời khỏi rồi các bạn, tại vì có một số người đó, họ sẽ đầu tư cả chứng khoán và crypto những lúc mà các bạn thấy là tiền có thể mượn với mức rẻ, dòng tiền đó đang chảy vào và chúng ta có nhiều tiền trên thị trường và sau năm 2022 đây các bạn thì được là chứng khoán và crypto đó thì rất nhiều người đã rời khỏi các bạn tại vì dòng tiền không có dẫn đến nhiều người chán nản và giá cả đi xuống nhiều cùng chán nản rời khỏi cho nên cái sự tương quan đó nó nó không còn nữa các bạn và bây giờ đó có thể nói được là dòng tiền cho dù không có chảy nhiều vào crypto hiện bây giờ nhưng mà khi mà Fed giảm lãi suất đó có nghĩa là khi mà cái dòng tiền nó bắt đầu là nhiều hơn đại diện bằng cái đường mà màu xanh lá cây trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đó những lúc mà chúng ta thấy cái đường này tăng lên đó là những lúc mà chúng ta thấy được là giá bitcoin có sự tăng trưởng những lúc mà chúng ta thấy là dòng tiền bị siết chặt đó những lúc trong cái khung màu đen các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đó là những lúc mà chúng ta thấy là giá cả của bitcoin không tốt tới cuối cùng đó, thì đúng là có một số người họ đầu tư vào crypto vì nhiều lý do các bạn họ lưu trữ bitcoin giống như là michael Saylor tại vì tin tưởng đây là một cái tài sản lưu trữ dài hạn tin tưởng bitcoin là tiền tệ như là salvador nhiều người sẽ lưu trữ bitcoin vì nhiều lý do nhưng mà tới cuối cùng các bạn thì chúng ta sẽ có một nhóm người họ đầu tư và chỉ đơn giản họ nghĩ bitcoin là một mảng đầu tư đi đa dạng hóa mà thôi và có một số người họ nghĩ là bitcoin giống như là chứng khoán liên quan đến công nghệ sẽ phát triển rất tốt trong thời kỳ mà có nhiều tiền đổ vào trong thị trường cho nên khi mà Fed bắt đầu giảm lãi suất đó chúng ta mới thấy là giá bitcoin sẽ có sự tăng trưởng và bây giờ có cái sự trùng khớp rất là nhiều chúng ta đang nhìn thấy được là năm sau đó cũng sẽ là lúc mà chúng ta có bitcoin hai bình cùng lúc là Fed nói là sẽ nghĩ đến chuyện giảm lãi suất vào giữa năm sau các bạn thuận thì cảm thấy những gì được chia sẻ hôm nay đó tốt nhưng mà các bạn thấy là chứng khoán không những như vậy bây giờ đó thì chúng ta hãy nói tới fed đã nói gì ngày hôm nay và bắt đầu tôi muốn chia sẻ cái bài phát biểu mở đầu của chủ tịch John Powell tại cuộc họp báo ngày hôm nay. Tại vì thường cảm thấy cũng rất có giá trị. Tuy nó có phần giống như những gì đã chia sẻ trước đây nhưng mà tôi cảm thấy được là đợt này nên nó có thêm nhiều chi tiết, nhất là phản ảnh về tình hình kinh tế và những gì mà chủ tịch John Powell nghĩ đến từ đây đến cuối năm cũng như là năm sau. Và sau đó tôi sẽ chia sẻ bản tóm tắt với các bạn chi tiết hơn đó là Fed đang thực sự muốn truyền tải thông điệp như thế nào. Thì đầu tiên hết á, đây là cái bài mà Thuận đã dịch ra tiếng Việt Chào buổi chiều tất cả mọi người, đồng nghiệp của tôi và tôi tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ kép của tôi Thúc đẩy việc làm tối đa và giữ giá càng ổn định cho nhân dân Mỹ Đây là hai điều mà Fed phải làm các bạn Thứ nhất đó, là quản lý lạm phát, thứ hai là quản lý việc làm Chúng tôi hiểu những khó khăn mà lạm phát gây ra và chúng tôi cam kết sẽ mang lạm phát trở lại mục tiêu là 2% Các bạn thấy được là lạm phát bây giờ đó Fed vẫn nói là sẽ phải trở về 2%. Ổn định giá là trách nhiệm của cục Dự trữ Liên bang. Không có ổn định giá, nền kinh tế không hoạt động cho bất kỳ ai. Có nghĩa là nếu như mà giá cả không ổn định, thì nền kinh tế sẽ lâm vào một nguy kịch các bạn. Khi chúng ta không biết được là giá nó sẽ tăng hay là giảm như thế nào, cho nên giá đó phải có một cái độ ổn định thì người dân mới tập trung vào phát triển nền kinh tế được. Cụ thể đó là không có ổn định giá, chúng ta sẽ không đạt được một giai đoạn dài lâu của điều kiện thị trường lao động tốt và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Từ đầu năm ngoái. FOMC đã siết chặt đáng kể lập trường chính sách tiền tệ của mình. Chúng tôi đã tăng lãi suất của mình lên tới 5,25% và tiếp tục giảm số lượng trái phiếu chúng tôi đang lưu trữ một cách nhanh chóng. Chúng tôi đã vượt qua nhiều vấn đề và hiệu ứng toàn bộ của việc siết chặt của chúng tôi vẫn chưa được thật sự cảm nhận. Hôm nay đó, chúng tôi quyết định giữ nguyên chính sách của mình, có nghĩa là giữ nguyên lãi suất mà không tăng và tiếp tục giảm số lượng công trái phiếu nhìn về phía trước chúng tôi đang ở trong một vị trí để tiếp tục cẩn trọng trong việc xác định mức độ tăng cường chính sách bổ sung có thể phù hợp quyết định của chúng tôi sẽ dựa trên đánh giá liên tục của chúng tôi về dữ liệu và triển vọng và các rủi ro mà đang diễn ra hiện tại có nghĩa là những đợt kế tiếp đó thì có tăng hay không nữa thì tùy theo dữ liệu tôi sẽ nói thêm về chính sách tiền tệ sau khi mà nói qua các phát triển kinh tế gần đây các chỉ số gần đây cho thấy hoạt động kinh tế đã mở rộng và ổn định và cho đến nay, tăng trưởng GDP đã vượt trên kỳ vọng. Các số liệu về chi tiêu, tiêu dùng gần đây đã đặc biệt cho thấy là vẫn còn tốt. Hoạt động trong ngành, bất động sản ở Mỹ đã tăng lên một chút, mặc dù nó vẫn thấp nhiều so với mức cách đây một năm. Chủ yếu là do lãi suất thế chấp cao hơn. Có nghĩa là các bạn thấy được là hoạt động ở trong bất động sản ở Hoa Kỳ đó đã, tốt hơn là cách đây vài tháng. Nhưng mà đương nhiên cái số lượng nhà bán nó so với năm ngoái thì vẫn thấp hơn nhiều, tại vì lãi suất tăng cao lãi suất cao hơn cũng dường như ảnh hưởng đến đầu tư cố định của doanh nghiệp trong tóm tắt dự đoán kinh tế của chúng tôi hoặc còn gọi là SEP, SEP các thành viên quỹ ban đã điều chỉnh lên đánh giá của họ về độ tăng trưởng GDP với trung vị cho năm nay hiện tại là 2,1% các thành viên dự kiến tăng trưởng sẽ giảm với dự báo trung vị giảm xuống là 1,5% cho năm sau có nghĩa là Fed vẫn nghĩ là năm nay đó sẽ vẫn còn tốt nhưng mà năm sau đó sẽ tiếp tục chậm lại GDP khoảng chỉ là 1,5 mà thôi nhưng mà vẫn là cái độ tăng trưởng chỉ là tăng trưởng chậm mà thôi chứ họ không nghĩ là sẽ có suy thoái tài chính. Thị trường lao động vẫn rất là siết chặt nhưng mà điều kiện cung và cầu đó vẫn tiếp tục được cân bằng. Trong 3 tháng qua, việc tăng thêm việc làm đã ở mức trung bình là 150.000 việc mỗi một tháng, tốc độ rất là nhanh nhưng mà vẫn thấp hơn so với đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vào tháng 8 nhưng mà vẫn ở mức thấp, có nghĩa là mức là 3,8%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã tăng lên kể từ cuối năm ngoái, đặc biệt là cho những người từ độ tuổi từ 25 tới 54 tuổi. Sự tăng trưởng lương đã hiển thị một số dấu hiệu của việc giảm và số lượng việc làm bỏ trống đã giảm từ năm tới bây giờ. Mặc dù khoảng cách giữa số lượng việc làm và người lao động đã thu hẹp, nhu cầu lao động vẫn vượt quá cái nguồn cung của người lao động có sẵn. Các thành viên FOMC dự kiến là cân bằng sẽ tiếp tục diễn ra trên thị trường và sẽ làm giảm áp lực lạm phát tăng trở lại. Dự báo tỷ lệ thất nghiệp trung vị trong báo cáo SCP đó, như là báo cáo dự đoán nền kinh tế của Fed đã tăng từ 3,8% vào cuối năm nay lên 4,1% trong 2 năm tới có nghĩa là hiện bây giờ đó việc làm và người đi kiếm việc đã bắt đầu cân bằng trở lại rồi và bây giờ đã phần trăm thất nghiệp tuy đã tăng lên đột ngột lên 3,8% nhưng mà Fed vẫn nghĩ là đó là một cái phần trăm tăng trưởng không có phải là cao. Và họ nghĩ là trong 2 năm tới đó phần trăm thất nghiệp sẽ tăng lên tới 4,1% nghĩa là sẽ có nhiều người thất nghiệp hơn. Lạm phát hiện bây giờ vẫn ở mức cao hơn mục tiêu dài hạn của chúng tôi là 2%. Dựa trên chỉ số phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng và những dữ liệu khác đó, chúng tôi ước tính rằng chỉ số phần trăm lạm phát PCE tổng cộng tăng 3,4% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 8 và không tính đến thực phẩm và năng lượng. Giá PCE cơ bản, nghĩa là chỉ số phần trăm lạm phát CPI core, tăng 3,9%. Lạm phát được điều chỉnh một chút từ giữa năm ngoái và kỳ vọng lạm phát dài hạn dường như vẫn được neo ở cái mức tốt như là 2% như được phản ảnh trong một loạt khảo sát từ những hộ gia đình doanh nghiệp và những dự đoán đến từ thị trường tài chính. Tuy nhiên, quá trình làm cho lạm phát giảm xuống ổn định ở mức 2% vẫn còn một chặng đường dài. Dự báo chung vị trong báo cáo SCP cho lạm phát thì chỉ số PCE sẽ là khoảng chừng 3,3% trong năm nay, giảm xuống 2,5% cho năm sau và đạt 2% vào năm 2026. Có nghĩa là Fed nói Điều quan trọng là mọi người phải nghĩ là Fed có khả năng đẩy lui lạm phát về 2% Chỉ như vậy thì người ta mới bắt đầu là giảm chi tiêu sẽ làm cho lạm phát không tăng nữa Và năm sau đó lạm phát sẽ hướng về khoảng chừng 2, mấy Và trong năm 2000 26 đó thì lạm phát sẽ trở về 2%, có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng 3 năm nữa thì mới trở về 2% được. Hành động chính sách tiền tệ của Fed được dẫn đầu bởi nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy việc làm tối đa và ổn định giá cả cho người dân Mỹ. Đồng nghiệp của tôi và tôi rất nhạy bén và biết rằng lạm phát cao gây ra nhiều khó khăn khi mà nó làm giảm sức mua của người dân đặc biệt là đối với những người mà có ít khả năng đáp ứng chi phí cao hơn của những thứ thiết yếu như là thực phẩm, nhà ở và giao thông, có nghĩa là xe cộ để mình đi lại. Chúng tôi rất chú ý đến các rủi ro mà lạm phát cao gây ra và chúng tôi cam kết sẽ đẩy lạm phát trở lên mục tiêu là 2%. Một lần nữa Fed đã khẳng định là lạm phát phải trở về 2% các bạn. Như tôi đã nói trước đó, từ đầu năm ngoái, chúng tôi đã nâng lãi suất chính sách của mình lên là 5,25%. Thì hiện tại đây chính sách tiền tệ đang rất là hạn chế khi áp lực giảm xuống hoạt động kinh tế, tuyển dụng và lạm phát. Ngoài ra, nền kinh tế đó thì hiện giờ đang phải đối mặt với lại điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn cho những hộ gia đình và doanh nghiệp. có nghĩa là tăng lãi suất, đương nhiên sẽ đẩy lùi được lạm phát nhưng mà cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế, làm cho nền kinh tế chậm lại và những cái chính sách như là điều chỉnh điều kiện tín dụng sẽ ảnh hưởng đến những người mà cần vay gia đình và những doanh nghiệp. Trong bối cảnh chúng ta đã đi được bao xa trong việc siết chặt chính sách thì ủy ban quyết định tại cuộc họp hôm nay duy trì mức mục tiêu cho lãi suất trong khoảng 5.25% tới 5.5% và tiếp tục quá trình giảm đáng kể số lượng trái phiếu của chúng tôi đang giữ. Có nghĩa là cuộc họp ngày hôm nay mọi người đồng ý là giữ lãi suất không thay đổi. Chúng tôi cam kết sẽ đạt được và duy trì một tư duy chính sách tiền tệ đủ mức hạn chế để làm giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% của chúng tôi theo thời gian. Trong báo cáo SCP của chúng tôi, các thành viên FOMC đã ghi lại đánh giá cá nhân của họ về một con đường thích hợp cho lãi suất của Fed dựa trên điều mà mỗi thành viên phán đoán là kịch bản có khả năng tốt nhất để tiến lên phía trước. Nếu nền kinh tế phát triển như dự kiến, thành viên chung vị dự kiến mức thích hợp của lãi suất của Fed sẽ là khoảng 5,6% vào cuối năm nay, 5, vào cuối năm 2024 và 3,9% vào cuối năm 2025. Có nghĩa là bây giờ đó các bạn đã thấy là phần trăm lãi suất là khoảng 5.25 tới 5.5 thì vẫn có khả năng là sẽ có thêm một đợt tăng trưởng nữa nhưng mà vào năm sau đó thì sẽ có cái đợt giảm lãi suất và các bạn thấy được là tới năm 2025 đó, thì sẽ trở về mức là khoảng 3.9% mà thôi. Với tóm tắt dự báo kinh tế của chúng tôi vào tháng 6 thì dự báo chung vị không thay đổi cho cuối năm nhưng đã tăng lên khoảng chừng là 0.5% vào cuối 2 năm tiếp theo. Dự đoán này tất nhiên không phải là một quyết định hoặc là kế hoạch của quỹ ban nếu nền kinh tế không phát triển như dự kiến con đường chính sách tiền tệ của chúng tôi sẽ điều chỉnh phù hợp để thúc đẩy mục tiêu việc làm tối đa và ổn định giá cả của chúng tôi chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định của mình từ cuộc họp này đến cuộc họp khác dựa trên toàn bộ những dữ liệu mà chúng tôi sẽ nhận được trong thời gian tới nếu nói là chúng tôi đã đi được bao xa thì bây giờ chúng tôi ở trong một vị trí tiếp tục một cách cẩn trọng khi chúng tôi đánh giá những dữ liệu kế tiếp sẽ nhận được và những rủi ro nếu như mà tiếp tục tăng. Lãi suất thật đó đã cao hơn nhiều so với ước tính trung lập của chính sách. Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn ý thức về cái sự không chắc chắn là tương lai sẽ ra sao. Và có khả năng là tư duy chính sách của chúng tôi có thể là không hoàn toàn chính xác. Có nghĩa là nếu như chúng ta lấy phần trăm lãi suất của Fed trừ ra cái phần trăm của chỉ số lạm phát là PC hay là CPI đó thì các bạn thấy được là lãi suất của Fed bây giờ đã cao hơn phần trăm lạm phát rồi cho nên họ mới nói là lãi suất thật đã cao hơn dự định. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tăng lãi suất thêm nếu như mà cần thiết và chúng tôi dự định sẽ duy trì một chính sách đủ hạn chế cho đến khi lạm phát tiếp tục giảm xuống mức là 2%. Chỉ như vậy chúng tôi hy vọng sẽ giúp chúng tôi giữ được niềm tin của công chúng vào việc lạm phát sẽ ổn định ở mức là 2%, đồng thời giúp bảo vệ kỳ vọng lạm phát dài hạn của chúng tôi. Đó là một khía cạnh quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ ổn định giá được bổ nhiệm bởi quốc hội cho chúng tôi cảm ơn và tôi sẵn lòng trả lời những câu hỏi của các bạn thì trước khi mà chúng ta nói tới những câu hỏi từ những phóng viên đó, thì Thùng muốn tóm tắt cái bài phát biểu uh, vừa chia sẻ với các bạn Thì nói tóm lại đó là có một số điểm nhất cần phải lưu ý Điểm đầu tiên đó, thì đương nhiên Fed nói là lạm phát hiện bây giờ vẫn đang cao Và gây ra nhiều khó khăn đặc biệt là đối với những người mà ít khả năng đáp ứng chi phí cao hơn của những thứ thiết yếu Thì đương nhiên là các bạn lạm phát hơn 2% đó, đối với Fed là cao Thì từ đầu năm trước chính sách lãi suất của Fed đã nâng lên là 5.25% Và hiện bây giờ lãi suất ở mức là 5 25 tới 5.5% có nghĩa là cũng đã mức cần thiết như dự kiến các bạn có nghĩa là đầu năm trước đó lúc đó lãi suất là chỉ có 0.25% thôi các bạn thì Fed đã ra cái ước tính là lãi suất cần phải nâng tới mức là khoảng 5.25 thì mới có thể là hạ gục được lạm phát và cái mức lãi suất ngay bây giờ cũng đã bằng với cái mức ước tính một năm trước rồi các bạn và chúng ta đã thấy là quỹ ban FOMC như là những người mà bỏ phiếu đó thì họ vẫn cam kết là đạt mục tiêu lạm phát 2% và sẽ điều chỉnh chính sách dựa theo dữ liệu và tình hình kinh tế có nghĩa là hai phần trăm là mục tiêu của họ nhưng mà đương nhiên làm sao để đến được hai phần trăm đó thì họ sẽ điều chỉnh chính sách của họ khi mà có thêm những thông tin như là thất nghiệp và phần trăm lạm phát thì dự kiến lãi suất của Fed sẽ là năm phẩy sáu phần trăm vào cuối năm nay có nghĩa là nếu chúng ta nhìn mới đây ra thì các bạn thấy là lãi suất bây giờ là từ 5.25 cho đến 5.5%, nhưng mà dự tính trung bình của những người bỏ phiếu là khoảng 5.6% vào cuối năm nay. Các bạn sẽ thấy là tại sao mà chúng ta thường nói tới lãi suất giống như là từ 5 cho đến 5.25 thì tại sao bây giờ chúng ta lại nói là dự kiến lãi suất là 5.6? Có nghĩa là đây là cái mức trung bình khi mà họ nhìn những cái quan chức của Fed đó, rồi họ trung bình thì cái mức đó đó là 5.6% thuận hay đọc cả hai các bạn 5.6 hay là 5,6 đó tại vì tùy theo cái nguồn đó nhưng mà các bạn cũng hiểu ý của thuận tóm lại đó các bạn nên hiểu đây là khả năng vẫn sẽ có thêm một đợt tăng trưởng nữa đó là cái dự kiến của nhiều người không phải cũng nghĩ như vậy nhưng như vừa chia sẻ đó khoảng chừng 12 người là ủng hộ tăng thêm một lần nữa nhưng mà 7 người là phản đối và điều quan trọng hơn đó không phải là Fed còn tăng bao nhiêu nữa các bạn Tại vì Fed sẽ tăng thêm 0.25 nữa Thường cũng không có nghĩ là nó ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế đâu các bạn Tại vì Fed đã đi từ 0% đến bây giờ trong dập chỉ có một năm mấy thôi Thì bây giờ thêm 0.25 nữa rồi kết thúc Cũng không phải là cái gì sẽ làm cho nền kinh tế sụp đổ đâu đối với thường Điều quan trọng hơn là họ sẽ giữ lãi suất cao bao nhiêu lâu nhưng mà với cái thông tin đó, là vào cuối năm 2024 dự kiến của những quan chức của Fed đó, là lãi suất sẽ hạ trở về là 5,1% nghĩa là sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào năm sau nhưng mà sẽ hạ từ từ các bạn chứ không phải là nhanh chóng hạ sẽ về mức là 3,9% vào cuối năm 2025 nghĩa là máy in sẽ hoạt động như thường lệ bắt đầu từ năm 2025 các bạn và điều này đây các bạn thấy là cũng trùng khớp với là chu kỳ mọi 4 năm của bitcoin các bạn tại vì năm sau đó chính là năm có bitcoin hai bình và năm kế tiếp đó, một năm sau khi có bitcoin hai là năm mà có sự tăng trưởng mạnh và đó cũng là lúc mà lãi suất của fed cũng sẽ giảm mạnh các bạn điều kế tiếp đó là lãi suất hiện bây giờ đã cao hơn nhiều so với ước tính trung lập của chính sách chúng ta đã thấy là fed nói cả hai chiều cái này có nghĩa là vẫn có khả năng là sẽ không tăng nữa nhưng mà chủ tịch họ cũng không quên nhắc nhở mọi người là quỹ ban sẽ tiếp tục cẩn trọng trong việc đánh giá dữ liệu và chuyển dòng và sẵn lòng tăng lãi suất thêm nếu cần thiết nghĩa là vẫn sẽ có khả năng để mà tăng nữa các bạn có nghĩa là bây giờ đó không biết có thể tăng nữa có thể là sẽ ngưng tăng từ mức này hai cái đều hoàn toàn có thể nhưng mà nếu như tăng nữa đó thì tăng một lần nữa thôi thì sẽ kết thúc cái đợt tăng trưởng này và năm sau sẽ giảm nhưng mà cái mức này đó chưa hẳn là cái mức kết thúc tóm lại tháng 11 thì sẽ tính tiếp các bạn đó chính là những gì mà chưa được John Powell đã chia sẻ thì sau khi mà nghe cái bài chia sẻ này tôi nghĩ là các bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc nhưng mà đừng lo các bạn tại vì những người mà báo chí đó họ cũng có rất nhiều thắc mắc các bạn những phóng viên họ đã chờ sẵn và trước khi mà tôi nói tới những câu hỏi đến từ những phóng viên thì đây là cái dot plot mới nhất được chia sẻ của Fed ngày hôm nay các bạn Thì cách đọc cũng rất đơn giản, có thể hiểu là mỗi một dấu chấm đó, đó là đại diện cho một người bỏ phiếu Và bên dưới này là cái thời gian các bạn Giống như là đây là đại diện cho những người bỏ phiếu Năm 2023, 24, 25, 26 Và một thời gian sau đó Có nghĩa là những năm sau này Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là bây giờ đó ước tính trong năm 2023 này đó các bạn đã thấy là phần lớn nó nằm ngay chính giữa 5 và 6 các bạn. Chúng ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dấu chấm này đó ở mức là ngay hiện tại là khoảng 5.25-5.5 nhưng mà chúng ta lại thấy là có con số cao hơn. Các bạn thấy là khoảng chừng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12 cũng như là vừa chia sẻ đầu video thì 12 người nghĩ là phải nâng thêm một bậc nữa thì coi như là kết thúc năm nay thì các bạn thấy là phần năm vẫn nghĩ là cần phải tăng thêm đó là cách các bạn đọc cái biểu đồ này điều quan trọng hơn đó là chúng ta hãy nhìn vào năm 2024 thì các bạn thấy là cái điểm trung bình là khoảng chừng 5% các bạn có nghĩa là bây giờ ước tính là năm sau nếu như mọi thứ cũng như vậy bên Fed họ sẽ muốn lãi suất giảm xuống còn khoảng chừng 5% đương nhiên nếu như tình thế tế tệ hơn thì họ sẽ giảm nhanh hơn rất là nhiều các bạn nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy là cho dù nhiều hầu bao nhiêu đi nữa đó thì phần lớn mới nghĩ là chúng ta nên giảm lãi suất cho năm sau các bạn chỉ có một người duy nhất nghĩ chúng ta cần phải tăng lãi suất hơn 6% mà thôi còn lại đó thì các bạn hay trung bình nghĩ là cần phải giảm lãi suất và chúng ta nhìn thấy được là năm 2025 đó thì cái điểm trung bình nó đâu đó ngay đây các bạn khoảng chừng là 3.5 tới 4% và năm 2026 đó thì phần lớn mọi người chúng ta cần phải giảm xuống cái mức là khoảng 3% thì đây là cái cách cho các bạn đọc cái biểu đồ này những gì mà được chia sẻ bởi chủ tịch John Powell trùng hợp với lại cái dot plot này Let's talk about some of the questions from hôm reporters. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. What makes the committee inclined to think that the Fed Fund's rate at this level is not yet sufficiently restrictive, especially when in, in officials are forecasting a slightly more benign inflation outlook for this year? Uh, there's noted uncertainty about policy lags. Um, headwinds have emerged from the looming government shutdown, the end of federal child care funding, uh, resumption of student debt payments, um, th things of that nature. So câu hỏi đầu tiên này đến từ, uh, báo Financial Times, các bạn. Uh, thì cô này đã hỏi là ước tính của Fed làm phát sẽ giảm theo thời gian Như thì tại sao mà Fed vẫn nghĩ là cái mức lãi suất bây giờ đó vẫn chưa đủ Hai cái này nó giống như là nó không có phù hợp với nhau Trong khi chúng ta cũng đang chứng kiến là thị trường đang chậm lại Và chúng ta vẫn thấy được là những cái tài liệu mà ta làm phát đó thì có một cái độ trì hoãn Đi xem coi là Judith John Powell sẽ trả lời như thế nào right. So I guess I would um, characterize the, the situation a little bit differently. So we decided to maintain the target range for the federal funds rate where it is at five and a quarter to five and a half percent, while continuing to reduce our securities holdings. And we say we're committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring down inflation to two percent over time. We said that. Um, but the fact that we decided to maintain the policy rate at this meeting doesn't mean that we've decided that we have or have not at this time reached. Uh, that, that, that stance of monetary policy that we're seeking. If you looked at the SEP, as you, as you obviously will have done, you will see that a majority of participants believe that it is more likely than not that we will-that it will be appropriate for us to raise rates one more time in the two remaining meetings this year. Others uh, believe that we have already reached that. So it's, it's something where we're-by-we're by, by, we're not making a decision by, by deciding to- Uh, about that question by deciding to just maintain the rate and await further data. Um, thì chưa được John Powell, tóm lại đó là nói như thế này, đó là để tôi nói lại cho rõ ràng hơn thì trong cuộc họp này đó Fed đã quyết định là giữ nguyên lãi suất nhưng mà chưa có bất cứ quyết định nào nói là lãi suất bây giờ là đủ hay là cần phải tăng thêm. Chúng tôi chỉ nói là dựa theo những dữ liệu hiện bây giờ, dựa theo dữ liệu tài chính đó, thì có khả năng là tăng thêm một lần nữa mà thôi đó chỉ là một khả năng và ngay cả khả năng đó đó có người ủng hộ có người cũng không ủng hộ khi mà chúng ta nhìn vào cái dot plot của Fed cho nên chưa được cho nhấn mạnh là chúng tôi không có nói là lãi suất bây giờ đã đủ hay là chưa đủ để quản lý lạm phát chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ thêm dữ liệu chúng tôi không có nói là cần phải chắc chắn tăng thêm đó là điều mà chưa được cho nhấn mạnh ở đây So, right now, it's still an open question about sufficiently restrictive. You're not saying today that we've reached this level? Um... We're not saying, yeah, no. no. Clearly, we are just, what we decided to do is maintain the policy rate and await further data. We want to see convincing evidence, really, that we have reached the appropriate level. And then, you know, we're, we, we, we've seen progress and, and we welcome that. but uh, you know we need to see more progress before we'll be willing to uh, to, to reach that conclusion. And just on the 20 thì John Paul cũng đã nhấn mạnh trở lại là đúng rồi chúng tôi hôm nay chỉ có duy nhất một quyết định là giữ nguyên lãi suất mà thôi chứ không có bất cứ quyết định nào khác hết và sẽ chờ thêm dữ liệu. 2024 projections, what's behind that shallower path uh, for interest rate cuts and the need for real rates to be 50 basis points higher? Right, so rồi cô này nói là ok, như vậy thì còn năm sau thì sau năm 2024 khi mà nhìn vào cái dot plot á, thì đã thấy là có một số những quan chức của Fed nói là cần phải bắt đầu giảm lãi suất thì cái lý do tại sao mà những quan chức đó nghĩ là cần phải giảm lãi suất. Um, I would say it this way. For, first of all, um, interest rates, real interest rates are, are positive now. They're meaningfully positive. And that's a good thing. We need a policy to be restrictive. So that we can get inflation down to target, okay? And we need the, we're need we gonna need that to remain to be the case for some time. Uh, so I think, uh, you know, remember that the, of course, the SEP is not a plan that is negotiated or discussed really as a plan. It's accumulation, really, and what you see are the medians. It's accumulation of individual forecasts from 19 people, and then what you're seeing are the medians. So I wouldn't wanna, you know, bestow upon it the idea that, it, that it's really a plan. but what it reflects though is that economic activity has been stronger than we expected stronger than i think everyone expected and, and so what, what, you're, what you're seeing is this is what people believe as of now will be appropriate to achieve what we're looking to achieve which is progress toward our, uh, toward our inflation goal as you see in the scp Chủ tịch John Powell nói như thế này, nói là những gì mà chúng ta thấy trong cái top plot, trong cái dự báo kinh tế đó thì đó là dữ liệu của từng người một tổng cộng là có 19 người bỏ phiếu. Thì những gì mà chúng ta nhìn thấy đó chính là cái trung bình của 19 người này nó không có đại diện cho đây là chắc chắn phép thì đi theo cái con đường này. Khi nào tăng, khi nào giảm nó chỉ đại diện cho cái độ trung bình mà thôi tới gì. Fed là một đơn vị mà sẽ phản ứng theo tin tức của thị trường chứ không phải là một cái đơn vị mà họ sẽ ước tính rồi ra những quyết định trước khi những gì xảy ra. Cho nên Chu Trường nói là trên căn bản chúng tôi đã chỉ nghĩ như thế này đó chính là bây giờ đã lãi suất thật đã cao hơn phần trăm lạm phát rồi Nên là chúng ta lấy lãi suất của Fed trừ ra phần trăm lạm phát thì chúng ta được lãi suất của Fed vẫn đang cao hơn và chủ cho John Paul tin tưởng là muốn đẩy lùi lạm phát đó thì lãi suất của Fed phải cao hơn phần trăm lạm phát. Vì điều đó bây giờ đã xảy ra rồi. Thì năm sau đó ước tính chúng tôi là phần trăm lạm phát sẽ càng ngày càng giảm xuống nếu như mà phần trăm lạm phát giảm xuống thì lãi suất cũng có thể giảm xuống luôn tại vì lãi suất giảm xuống chỉ cần tốc độ giảm không nhanh bằng lạm phát vẫn cao hơn lạm phát thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục để được lạm phát đó là cái tóm tắt những gì mà chưa trọng pao dù muốn nói đây Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from The Washington Post. Thanks for taking our questions how would you characterize the debate around another hike or holding steady? Is it discussion around lag times, fear of too much slowing, too little slowing? Could you walk us through what this disagreement was about at the meeting? Thì câu hỏi kế tiếp từ đến từ phóng viên từ Washington Post thì câu này hỏi đó đơn giản hơn là nếu chúng ta nhìn vào cái dot plot thì có người ủng hộ là tăng thêm trong năm nay còn không ủng hộ thì Yeah, so the proposal at the meeting was to was to maintain our current policy stance. And and I think there was obviously unanimous support for that. But this of course is an SEP meeting, and so people write down what they think. And you've got you have some, you saw I think seven wrote down. No hike at this at this meeting, or between now and the end of the year, and I think 12 wrote down uh, another single hike in one of the next two meetings that we have between the end of the year. So it wasn't like we were arguing over that. People just stating their positions, and really what the, what people are saying is, let's see how the data come in. You know, we, we want to see. You know what we want to see. We want to see that that this this uh, these good inflation readings that we've been seeing for the last three months. We want to see that it's more than just three months, right? We want to see, you know, the, the, the labor market report that we received. The last one that we received was a good example of we do, what we do want to see. It was a combination of, of uh, you know, of across a broad range of indicators, continuing rebalancing of the labor market. So those are the two things. Those are our two mandate variables, and, and that's, that's the progress that we want to see. But I think people they want to be convinced. You know, they want to be careful to not to jump to a conclusion, really one way or the other. But just be convinced that the data you know support that conclusion. and that's why uh, given how far we've come and how quickly we've come, we're actually in a position to be able to proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlooks and, and risks and make these decisions meeting by meeting. I and in your view thì John Powell nói đó là thật ra điều mà được đàm phán ngày hôm nay là mọi người có ủng hộ những nguyên hay là không. thì tất cả, 19 người bỏ phiếu đều ủng hộ là giữ nguyên lãi suất nhưng mà những cái mà chúng ta nhìn thấy đó là trên căn bản là câu hỏi là nếu như mà chúng ta biết những gì ngày hôm nay thì nếu như mà bây giờ không phải là tháng 9 mà là tháng 11 đó thì những người bỏ phiếu sẽ bỏ phiếu như thế nào thì chúng ta mới thấy là 12 người nghĩ là cần phải tăng thêm lãi suất nếu như mà những gì chúng ta biết ngày hôm nay là những tài liệu mới nhất và bây giờ là tháng 11 có nghĩa là cứ nghĩ là bây giờ tháng 11 đi thì anh sẽ bỏ phiếu như thế nào còn 7 còn lại thì nghĩ là sẽ không tăng lãi suất chứ không có bất cứ một cuộc đàm phán nào về tháng 11 hết tháng 11 đó lúc đó chúng ta đã có thêm những dữ liệu giống như là chúng ta có dữ liệu mới về làm phát CPI PCE chúng ta sẽ có tài liệu liên quan tới phần trăm thất nghiệp thì lúc đó 19 người này khi mà họ trở lại đó thì họ có thể là có suy nghĩ khác cho nên những gì chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay đó là dựa theo những dữ liệu hiện có mà thôi và hiện bây giờ đó Chủ tịch John Powell nghĩ là chúng ta cũng đã đến lúc có thể là chậm lại và từ từ suy nghĩ coi nên tăng nữa hay là không chúng tôi không cần phải có phản quá mạnh và trên căn bản đó điều mà thường cảm thấy chủ tịch John Powell nói mới đây đó thì nó cũng nhạy cảm đó các bạn chủ tịch John Powell không có nói rõ ràng nhưng mà nói là dữ liệu liên quan đến phần trăm thất nghiệp mà chúng ta vừa thấy đó đó là dữ liệu mà Fed cần và các bạn đã nhớ là dữ liệu đó đó là tăng độ ngột lên 3.8%, thì chẳng khác gì Fed nói là chúng tôi muốn thấy nhiều người thất nghiệp hơn à, nhưng mà đó là cái cách mà Fed vừa chia sẻ các bạn nói chung đó thì uh, John Powell dùng cái từ là muốn thấy cái sự cân bằng uh, giữa thị trường thất nghiệp như là người đi kiếm việc làm và công việc có sẵn thì để xem coi là Washington Post sẽ hỏi gì tiếp tục <laughs>